Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTC Gaming. Chắc hẳn nhiều anh em cũng đã biết thì Đấu La Đại Lục có tất cả là 4 phần tất cả. Rất nhiều anh em thì đã đọc hết phần 3 rồi, nhưng mà phần 4 thì có vẻ là rất ít người biết đến. Ok, chính vì vậy mình sẽ làm về phần 4 này. Tập 1 đó là cái gì? Một chiếc hồn đạo phi cơ trinh sát trong mọi thời tiết hình đĩa bay lướt qua mặt biển rồi chậm rãi bay về phía trước. Ở phía xa đã có thể nhìn thấy vùng đất phủ đầy bằng tuyết trắng xóa. Sở trường sắp đến cực bắc chi địa. Một giọng nói thanh thúy vang lên. Lam Trường mặc một bộ quân trang màu trắng báo cáo với Lam Tiêu đang ngồi trên ghế của phó cơ trưởng. Bọn họ là đội khảo sát đến từ cơ sở nghiên cứu cổ hồn thú thuộc phân viện thiên đấu của Viện Khoa học Liên bang Đấu La. Sau khi Liên bang hoàn thành chuyến đi nghiên cứu vũ trụ lần thứ nhất là vào khoảng 9.000 năm trước, con người không ngừng nghiên cứu và thăm dò khắp vũ trụ. Sau nhiều lần thăm dò, đã phát hiện thì con người đã càng ngày càng hiểu về vũ trụ bên ngoài. Vì vấn đề dân số gia tăng và một vài vấn đề khác, nên con người đã bắt đầu nghiên cứu di dân lên sống ở hành tinh khác. Với sự cố gắng và nỗ lực hàng nghìn năm, thì cuối cùng con người đã hoàn thành việc di dân lên hành tinh đầu tiên vào hơn 1.000 năm trước. Từ khi đó đến nay, con người đã hoàn thành việc di dân lên 7 hành tinh khác, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục. Từ sự kiện hồn thú suýt nữa mang đến tai nạn hủy diệt vào vạn năm về trước, người từng được gọi là người mẹ hòa bình của Liên bang Đấu La, một đời chủ tịch quốc hội Mặc Lam đã tuyên bố con người và hồn thú sẽ sung sống hòa bình và còn cấm mọi hành vi giết hại hồn thú. Vào thời điểm Liên bang tiến hành khai phá hành tinh thứ 3, với sự dẫn dắt của các thú vương lúc bấy giờ, hồn thú đã tiến hành một cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay và cũng có được nơi ở của riêng chúng. Sau đó, lúc tìm ra hành tinh thứ 7 lại tiếp tục tặng cho hồn thú. Có được hai hành tinh làm nơi ở đã giúp cho hồn thú trong vòng vạn năm phát triển trở lại và cũng hóa giải mối hận thù với con người. Con người đang dùng một phương thức hoàn toàn mới để hợp tác toàn diện với hồn thú. Vài vạn năm trước, hồn thú chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu của con người. Sau đó, con người phát minh ra hồn đạo khí bắt đầu áp chế và thu hẹp nơi ở của hồn thú. Cho đến vạn năm trước, thú vương thức đạo các hồn thú còn sống sót trả thù con người. Ngày nay, con người và hồn thú sống chung hòa bình. Thời đại thay đổi lại khiến cho hồn sư, chức nghiệp có liên quan mật thiết với hồn thú, tiến vào thời kỳ phát triển hòa bình. Lam Tiêu dẫn đầu đội khảo sát khoa học này đến cực bắc chi địa tìm kiếm, hy vọng tìm kiếm được hồn thú băng tuyết còn sót lại hoặc là di tích hồn thú để tiến hành nghiên cứu cổ hồn thú. Cực bắc chi địa từng được gọi là mảnh đất bình yên cuối cùng của hồn Đấu La Đại Lục. Vì hoàn cảnh khắc nghiệt mới khiến cho con người không thể làm hại đến một ít hồn thú còn sót lại ở nơi này. Về sau cũng tiến hành di cư những hồn thú, và nơi này giống như đã kết thành một thể. Khi ấy đã hao phí sức lực rất lớn mới khiến cho gần như toàn bộ hồn thú đồng ý di dân. Dù vậy, vẫn có một số hồn thú lựa chọn ở lại hoặc là ẩn nấp. Được, trên vai Lâm Tiêu mang quân hàm thiếu tá, tướng mạo anh tuấn, năm nay đã 30 tuổi, tốt nghiệp khoa kỹ thuật ở Học viện Liên bang Đấu La, chuyên nghiên cứu hồn thú, được trao tặng toàn bộ quân hàm nghiên cứu khoa học do Liên bang Thống nhất quản lý. Hắn đáp ứng những ánh mắt vô tình nhìn vào những đường cong duyên dáng bên dưới bộ quân trang của Lam Trừng. Bọn họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một đôi, đang lên kế hoạch kết hôn sau khi trở về. Lam Trừng trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác. Thấy bộ dạng dễ thương ấy, Lam Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Sau khi tiến vào cực bắc chi địa, lập tức khởi động máy dò xét tín hiệu sự sống, nâng cường độ tìm kiếm đến mức tìm hồn thú 10 năm. Lam Tiêu ra lệnh. Rõ, Lam Trừng đáp lại. Làng chuyên phụ trách việc thăm dò lên lập tức thi hành lệnh. Cực bắc chi địa từ xưa đến nay là vùng đất lạnh giá, không có loài thực vật nào có thể sinh trưởng ở nơi này. Trước kia có hồn thú sinh sống thì cũng chủ yếu là hồn thú chịu lạnh mà thôi. Còn có một số hồn thú đặc thù như là băng bích hạt hay là băng thiên tuyết nữ. Rất nhanh sau đó, phi cơ trinh sát tiến vào cực bắc chi địa. Từ phi cơ tỏa ra vầng trắng sáng nhẹ nhàng, xoay quanh nó là ngăn cách với một không gian cằn cỗi bên ngoài. Ở vị trí trung tâm bên dưới phi cơ phóng ra một vầng sáng màu xanh nhạt, khi nó chiếu xuống mặt đất tạo thành một vùng sáng màu xanh rộng 1 cây số vuông. Nếu bên trong khu vực này có tín hiệu sự sống của hồn thú 10 vạn năm trở lên đều bị phát hiện. Đây chính là hồn đạo khí truy tìm sự sống loại mới nhất, cường độ đủ để thâm nhập xuống 100m dưới lòng đất. Phi cơ bắt đầu truy quét từ ven biển và luôn duy trì. Tuy rằng phạm vi dò xét là rất lớn nhưng so với cực bắc chi địa thì chẳng tích là gì. Muốn tìm kiếm toàn bộ nơi này hay thậm chí chỉ là một phần cũng rất tốn nhiều thời gian. Được rồi, nếu như đã đến nơi này, hãy thiết lập trình tự dò xét. Tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, hy vọng lần này có thể phát hiện được gì đó. Lam Tiêu thư giãn thân thể một chút rồi lười biếng nói, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Lam Trừng bĩu môi và nghĩ cái tên này luôn luôn là như vậy. Cứ làm giống như chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng toàn bộ đều có thể làm tốt. Lúc đi học cũng chẳng thấy hắn cố gắng học hành gì, nhưng lại trở thành thủ khoa. Sau khi công tác thì lại trúng tuyển vào sở nghiên cứu vô cùng dễ dàng. Rõ ràng mình và hắn đồng thời trúng tuyển, nhưng bây giờ vẫn là trung úy mà hắn đã là được phá cách tăng thành chức 2 lần. Phải biết rằng muốn thăng cấp quân hàm là rất khó. Không có chiến tranh thì muốn từng cấp thăng lên sĩ quan cấp tá thì cũng phải hơn 40 tuổi mới có được cái tên này.
Trong khi đó hắn mới 30 tuổi mà thôi. Nghĩ lại đúng là không phục, mình cố gắng hơn hắn rất nhiều. Thậm chí lúc hắn theo đuổi mình thì cũng mơ mơ hồ hồ. Không biết từ lúc nào đã thua dưới cái tên có nụ cười nhìn như vô hại này. Khi nàng đang nghĩ ngợi lung tung thì có một bóng đen che đi ánh đèn. Một cánh tay giơ lên xoa đầu nàng, âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai. Được rồi, dò xét được cái gì thì máy móc sẽ tự động thông báo chúng ta đi ăn cơm nào. Sau khi đứng dậy thì Lam Trường mới nhận ra một điều là bản thân lại rất nghe lời hắn. Thật là đáng chết mà. Ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn một phát nhưng lại được Lam Tiêu chào đón bằng nụ cười mê người. Đang nhìn hắn thì đã bị hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé dẫn về phía nhà hàng trên phi cơ. Bên tai còn truyền đến giọng nói của hắn. Ta rất thích bộ dáng ngây ngốc của nàng. Tên này nói ai ngốc, hắn dám à. Khi nàng đang nghĩ xem có lên chút cơn giận lên hắn hay không thì tiếng chuông cảnh báo bỗng vang lên. Lam Trường gần như theo bản năng chạy đến vị trí của mình trước đó, thực hiện liên tục các thao tác một cách nhanh chóng. Màn ảnh trước mặt của làng nhanh phóng to, trong màn hình có thể nhìn thấy rõ ràng có một vầng sáng mãnh liệt liên tục phát tán ra bên ngoài. Lam Tiêu theo sát ở phía sau, đi đến bên cạnh nàng nhìn về phía màn hình, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý, có khả năng xuất hiện sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Phi cơ trinh sát bay lên độ cao 3000m, máy dò xét sự sống tập trung tìm kiếm. Vòng bảo vệ tạm thời lâng lên mức mạnh nhất chuẩn bị vũ khí phản công. Hắn hạ lệnh không có chút do dự. Bộ sáng lười biếng trước đó đã biến mất mà thay vào đó là vô cùng nghiêm túc. Vầng sáng khuếch tán trên màn hình là màu đỏ. Điều này có ý nghĩa như thế nào thì hắn hiểu rất rõ. Chỉ có hồn thú cấp bậc 10 vạn năm mới có thể phóng ra năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Sử dụng vệ tinh trinh sát để kiểm tra cho thật kỹ càng. Lam Tiêu vỗ vai Lam Trường nói, được. Hai tay Lam Trường thực hiện các thao tác như là đang múa lượn trên bàn điều khiển. Rất nhanh đã nối liền với vệ tinh trinh sát trên cao dưới sự dẫn dắt của nàng đã khóa vào mục tiêu. Lam Tiêu đứng thẳng lên nhìn về phía màn ảnh chính trên phi cơ. Trên màn hình đang hiển thị một bức hình đang được phóng to. Lúc đầu chỉ thấy một mảnh trắng xóa, nhưng rất nhanh sau đó đã thấy rõ là một mảnh sơn cốc bị băng tuyết bao trùm. Nói là sơn cốc nhưng thật ra giống một cái khe nứt hơn. Vệ tinh trinh sát nhanh chóng phóng đại hình ảnh ở chỗ sâu bên trong khe nứt. Nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ kia chính là được truyền tới từ bên cạnh một khối nham thạch đá nứt. Thời điểm vệ tinh đang định vị khe nứt thì Lam Tiêu và Lam Trùng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Ở bên dưới lớp băng tuyết hình như có ánh sáng vàng lóe lên nhàn nhạt. Phóng lớn lên một chút, Lam Tiêu trầm giọng nói. Hình ảnh tiếp tục được phóng lớn, bây giờ đã thấy rất rõ. Ánh sáng bên dưới lớp băng tuyết không chỉ có màu vàng mà còn có màu bạc. Hai màu liên tục luân phiên phát ra. Lam Trùng quay đầu nhìn hắn nói khẽ. Đó là cái gì? Tập 1 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Cuối cùng thì NTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.